Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá tới game đầu tiên nha. It's Horror Cloud. Let's go. Chapter 1. Ok. Ok, mình sẽ đi đường này. Tránh sao ta ra. Bây giờ thì mình sẽ tìm phòng bếp. Let's go. Một con dao. Lắp cái này vào. Ok. Giải cứu chàng trai này nào. Sau đó thì mình sẽ cứu anh ta. Và anh ta sẽ đưa cho mình một chiếc chìa khóa đi. Một chiếc chìa khóa mở cửa thư viện. Ok. Finger backwards to open the door on the second floor. Anh ta đang ở đây. Wow. Mình sẽ đi đường này. Không biết ông ta có quay lại không? Bây giờ mình sẽ bật lên trên tầng 2. Thank you.
Trong này xem có cái gì không đã. Hết rồi, ra ngoài thôi. Ok. Rồi mình sẽ lấy con chuột này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Roblox. Let's go. Big guy. Chapter 4. Wow. Chưa quay xem nào, mình xem phòng khác xem. Vẫn chưa đủ. Ok, mình sẽ sang Ten Titan đi. Let's go. Xin cho mình chết. Thank you.
Oh my god, đi rồi. Ok, mình sẽ vào chọn nhân vật tiếp theo. Jin. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Granny, Chapter One. Ok. Ok, bà ta đang ngã rồi. Một chiếc tô vít. Okay. Và đây là mở cốp xe ô tô. Mình sẽ mở ra xem trong đó có gì không. Một cuốn sách. Ok. Thank you.
cái này không bắn được rồi, cái này phải dùng súng kia cơ. Mà ta đã tỉnh rồi, wow wow, nhanh thật. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Play, let's go. Hôm nay các bạn sẽ đi tìm kiếm 20 chiếc túi. Và ta đi đâu rồi? Nhanh thật. Và ta lên tầng 2 rồi. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm. Bà này rất là thính luôn, tài thật. Đủ rồi. Đã đủ 20 chiếc túi, ok. Những cái này cần phải có một lưỡi cưa. Hoặc không thì bắt buộc mình phải chạy xuống tầng dưới. Thành công, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Let's go. Shut the fuck. Thank you.
We've got a lot to do. Yes, that's horrible. Get rid of that. Fix that now. Chop, chop. Yes. I'm a net. Phát hiện rồi lại thôi. Tức là ông ta sẽ đi xung quanh, và nếu các bạn bị ông ta phát hiện thì ông ta sẽ, các bạn sẽ lại phải chơi lại từ đâu. Right, we've got a lot to do. That's horrible. Get rid of that. Fix that now. Chop, chop. Yes. Ok, vậy thì bây giờ thì mình sẽ lấy luôn cái khí ga đó ở trong nhà phòng. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 2. Let's go. One day. Oh.
Không sao, làm tinh thật. Oh my gosh, lại còn bị dính bẫy rồi. Wow, đi luôn. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Slenderina 2D. Play, video. Rồi, và mình vào trú mưa. Nhưng khi trú mưa thì khi vào trong nhà thì mình lại không mở cửa ra và trốn thoát ra được, và bắt buộc phải ở trong này. Và các bạn sẽ tìm kiếm một cách nào đó để bật nguồn điện ở đây, sau đó thì sẽ lại trốn thoát ra khỏi ngôi nhà này. Ok, sang phòng này nào. Let's go. Rồi, tiếp đến mình sẽ sang cái phòng tiếp theo. Đây là bảng mật mã. Các bạn phải có nhặt được 4 mẩu giấy này thì các bạn mới mở cái đó ra. Và các bạn sẽ lấy được một nguồn dây điện. Sau đó các bạn sẽ lắp nguồn dây điện nó vào thì một căn phòng cánh cửa nó sẽ chạy được. Sau đó các bạn sẽ đi xuống cầu thang bay xuống. Sau đó tiếp tục tìm ra cách để thoát ra khỏi ngôi nhà này. Ok. Một chiếc búa tạ. Tiếp tục đi tìm kiếm tiếp. Wow, tối om. I see you. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ chui trong này và các bạn sẽ tìm kiếm tiếp nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Slender Rising. Đây là một tựa game Slenderman cũng rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game Slender Rising này, các bạn sẽ phải đi xung quanh map bản đồ tìm kiếm tất cả những bức hình được gắn trong cái map bản đồ này. Và lưu ý là trong này thì có ông Slenderman, ông ta sẽ đi săn lùng các bạn. Và khi gặp ông ta, các bạn quay đi thật nhanh, nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất. Điều đó các bạn lại phải chơi lại từ đầu. Đây, đường đi vào đây. Oh my gosh, có ông ta rồi, xuống thôi. Các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm tất cả những bức hình, tất cả là 8 bức hình. Và lên là ngõ cụt rồi, mình phải trốn ra nhanh, nếu không thì sẽ bị ông ta bắt. Điều này xem như thế nào. Bước chân của ông ta khá là to. Rồi, mình sẽ trốn đây đường này. Càng ở chỗ nào rộng thì càng tốt, các bạn có thể chuồn đi được.
Ông ta đây, chạy luôn. Nhưng đôi lúc thì ông ta sẽ xuất hiện ngược lại các bạn. Gần đây có một tấm nữa. Đây rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm kiếm nhá. Ok. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.